Yo, hello game, chào mừng các bạn trở lại với Top Mobile Game. Và đã rất lâu rồi tôi mới có thể quay trở lại làm video dành cho anh em. Thời điểm này thì có lẽ là năm mới 2024, thì mình xin được chúc anh em một năm mới là an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến ngay với cái phiên bản Play of the Week của Jude Bellingham, Booster. Booster là một cái mà chúng ta thấy rõ ràng trong mùa năm nay. Khi mà quân Nam Mỹ áp đặt vào thì anh em có nhiều những cái sự lựa chọn, kể cả miễn phí và mất phí. Thì với những phiên bản Play of the Week, chúng ta có những cái phần trăm cơ hội để có thể quay những cầu thủ xịn sò có booster ngon như thế này. Và Bellingham đang là một trong những top tiền vệ ở bất kỳ một cái phiên bản nào, hay đặc biệt hơn đó chính là phiên bản này. Anh em nếu quay được thì đó thực sự là một cái thành công. Thì chúng ta để nhìn qua bộ chỉ số nó nổi bật ở khả năng offensive awareness, một chút gì đó về dứt điểm. Bộ skill thì đương nhiên là có những cái skill nó hơi khác biệt so với cái phiên bản Play of the Week gần nhất của Bellingham. Tuy nhiên thì vẫn là những cái điểm cộng, đó chính là về những cái điểm skill cơ bản, one touch pass, first time shot đối với một tiền vệ. Đây là những cái đường chuyền mà anh em đã thấy được rằng là Bellingham đem đến cho chúng ta một cái sự an tâm ở cái tuyến tiền vệ, với những đường chọc khe, những đường chuyền ngắn, những đường chuyền dài tùy lúc, thì Bellingham luôn làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và lần này thì chúng ta cũng có được một cái stamina nó là ấn tượng. Và đó chính là một cái điểm tiếp theo mình muốn nói với anh em. Khả năng bao sân của Bellingham là tốt. Và khi anh em xếp cho Bellingham ở những cái vị trí nó là trung tâm hoặc nó là hướng lên phía trên, thì Bellingham luôn thể hiện được là mình có khả năng trực diện, tấn công trực diện cùng với cái style whole player. Stamina ở phiên bản Play the Week lần này nó là ấn tượng. Và anh em có thể càn quét cả tuyến giữa hoặc là chỉ cần 1/3 sân của đối phương thôi. Khi anh em áp dụng những cái lối đá phản công nhanh hay là possession game thì với Bellingham đều đạt được cái hiệu quả nó là ấn tượng. Và điểm tiếp theo đó chính là về mặt shooting. Đây là điểm mình đánh giá là với một tiền vệ nó là quá tốt. Bellingham làm cực kỳ tốt cái điều này. Anh em có thể dứt điểm ở những cái pha outside curler, ở những cái pha cửa lòng hoặc những cái pha đóng lực căng với một tiền vệ. Nói chung là khả năng dứt điểm nó là tốt như thế này, thì đây là một trong những cái viên ngọc nó quá quý. Một điểm tiếp theo đó chính là việc Bellingham ở bảng lần này có thể đá được cái vị trí như là CF, SS. Tuy nhiên thì nó không hẳn là một cái vị trí thuần như chúng ta đã biết về Bellingham, thì nó đem lại cho chúng ta về cái sự đa dạng cùng với Bellingham ở phiên bản lần này. Anh em có thể đẩy lên CF tùy thích. Cái này thì mình cũng không khuyến cáo anh em là chúng ta có thể sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên thì anh em nếu như muốn một cái gì đó nó mới lạ và gây đột biến dành cho đối phương, thì có lẽ Bellingham đá CF sẽ là một cái điểm nó quá tốt. Chiến thuật thì mình luôn recommend anh em đá vị trí AMF, hơi lệch sang bên phải một chút nếu anh em đang thuần những cái chiến thuật thiên hướng tấn công nhiều AMF, hoặc nếu như là một cái chiến thuật 4-3-1-2 cơ bản hoặc là 4-3-3 thì có lẽ là vị trí lệch phải là một cái vị trí nó phù hợp với Bellingham, theo cá nhân mình đánh giá là như vậy. Ngoài ra thì vị trí CMF cũng là một cái vị trí đơn giản, hiệu quả mà chúng ta luôn luôn có thể áp dụng cùng với Bellingham. Khả năng chọn vị trí nó là điểm cộng. Và anh em có thể thấy được rằng là whole player với Bellingham thì xuất hiện trong vòng cấm nó là rất nhiều. Tuy nhiên hãy chú ý, nếu như anh em đá một cái chân quick counter và nếu chúng ta không có một cái set phía dưới các vị trí tiền vệ phòng ngự hay là những vị trí hậu vệ nó chắc chắn, thì hầu như là sẽ hơi hở một chút. Mặc dù điều vậy cũng không làm ảnh hưởng cái tần suất hoạt động của Bellingham nó là ấn tượng đến như thế nào. Anh em hoàn toàn có thể thấy được rằng là khi mà Bellingham được tấn công và sau đó chúng ta bị dính phản công, tiếp theo đó chính là việc Bellingham xuất hiện hỗ trợ phòng ngự, thì đó là một cái điều mà thực sự mình thấy rất bất ngờ với Bellingham phiên bản lần này. Có nghĩa là khả năng hỗ trợ phòng ngự nó vẫn là tốt, cộng với cái skill interception mà phiên bản lần này có, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cách đá, lối đá khi Bellingham đá CMF nó là an tâm hơn. Bellingham nói ngoài lề một chút thì lý do tại sao mà lâu rồi mình không ra video, vì có lẽ là mình cũng đã mất đi một chút gì đó cái động lực.
và về mặt sắp xếp thời gian thì nó cũng không thực sự quá tốt. Tuy nhiên thì với những cái mong muốn trong 2024 này thì mình hy vọng là mình có thể livestream được nhiều hơn, cũng ra nhiều video hơn dành cho anh em. Ít nhất là chúng ta sẽ quay lại với những cái gì nó cơ bản, với những cái gì nó đã là truyền thống ở kênh, và những cái gì mà có thể đem đến cái đổi mới dành cho kênh của mình, cũng như là anh em, nếu như anh em nào vẫn còn đang theo dõi và vẫn muốn xem cái video tiếp theo của mình thì hãy luôn ủng hộ, tôi vẫn ở đây, tôi không đi đâu cả. Ok, và đó cũng là một cái video khá nhanh dành cho Jude Bellingham về mặt Play Topic lần này. Thì một cái đánh giá tựu chung lớn nhất đó chính là việc Bellingham thực sự là một trong những cái vị trí ở Play Topic lần này nhá. Nếu anh em quay được, nó là món hời. Nếu anh em đã có những cái phiên bản Play Topic trước rồi, hoặc những cái phiên bản Nominating Contract, chúng ta đổi thẻ, không nói đến phiên bản Showtime vì Showtime nó là một cái nó khác biệt rồi, thì đây là một trong những cái điểm cộng dành cho những anh em nào kể chay. Nói chung là nhân phẩm, đánh giá nhân phẩm ở đây là phải thực sự là có nhân phẩm thì chúng ta mới may mắn mở ra được Bellingham. Nếu như mở ra được rồi thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng thôi. Ok, và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Đừng quên like, subscribe, tiếp tục ủng hộ Top 1 về Games. Xin chào và gặp lại. Peace.